Mến chào quý phụ huynh và các con học sinh, các con thân mến. Hôm nay chúng ta hãy cùng cô đến với các video chữa bài tập trong chọn bộ toán lớp 2 được biên soạn theo chương trình sách giáo khoa mới nhất nhé. Học chuyên sâu, học đâu, chắc đấy, toán 2. Trong bộ túi này sẽ có 8 chuyên đề để các con ôn tập. Và trong video này, cô trò chúng ta sẽ cùng đến với chuyên đề làm quen với yếu tố thống kê, xác suất. Trước tiên chúng ta đến với phần 1 nhỏ, thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu. Bài 1. Điền số thích hợp vào chỗ trống. Vậy thì để điền được số thích hợp vào các ô trống bên dưới thì trước tiên chúng ta hãy cùng cô quan sát bức tranh. Ở đây chúng ta sẽ có bức tranh có rất nhiều bông hoa và chúng ta cùng đếm số lượng bông hoa. Cũng như là cô nhìn thấy có con ong. Vậy thì trước tiên chúng ta cùng đếm số bông hoa màu đỏ ở trong bức tranh này nhé. Cô đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 bông hoa màu đỏ. Cô điền số 14. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đếm bông hoa màu vàng có nhụy màu nâu đúng chưa ạ? Cô đếm này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Như vậy có 16 bông hoa màu vàng hay cô còn gọi là hoa hướng dương đấy ạ. Cô viết số 16. Tương tự như vậy, các con hãy thực hiện đếm bông hoa màu cam và bông hoa màu hồng có trong bức tranh này. Và cuối cùng là con ong. Sau khi thực hiện đếm, chúng ta sẽ điền số lượng cũng như là cách để chúng ta thống kê được xem là trong bức tranh có bao nhiêu bông hoa đối với từng màu sắc đấy ạ. Và đây là kết quả của cô. Các con có thể đối chiếu cũng như là chữa với bài của mình nhé. Như vậy sau khi đếm cũng như là điền số thì chúng ta đã thống kê được trong bức tranh có 14 bông hoa màu đỏ, 16 bông hoa màu vàng, 12 bông hoa màu cam, 15 bông hoa màu hồng và có 11 con ong. Tiếp tục chúng ta cùng đến với bức tranh của bài tập số 2. Ở bài tập 2 chúng ta sẽ tiếp tục kiểm đếm số liệu trong bức tranh có bao nhiêu bông hoa màu vàng, bông hoa màu trắng, bông hoa màu hồng và bông hoa màu tím nhé. Và sau đó hãy cùng đối chiếu với kết quả của cô. Và đây là số liệu cô đã thống kê được. Chúng ta cùng chuyển sang bài số 3 nhé. Bài 3, quan sát bức tranh dưới đây. Số vật nuôi của nhà Mai. Các con có thể quan sát là trong bức tranh này có rất nhiều con vật mà nhà bạn Mai đã nuôi. Vậy thì chúng ta cùng đếm từng số lượng của mỗi con vật, sau đó viết số liệu đó vào bảng thích hợp, giống như chúng ta thực hiện đối với bài số 1 và bài số 2 vậy. Trước tiên, chúng ta hãy quan sát xem trong bức tranh có bao nhiêu con chó ạ. Cô thấy là có 1 này, 2, 3. Chúng ta cùng quan sát kỹ xem là có bỏ sót con chó nào nữa không nhá. Như vậy trong bức tranh này sẽ chỉ có 3 con chó thôi. Vậy cô sẽ điền số 3. Tiếp tục đến con vịt. Chúng ta đếm nhanh xem là có bao nhiêu con vịt trong bức tranh này ạ. Cô thấy đa số các con vịt đều đang ở dưới hồ để bơi. Cô đếm này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 12 con vịt. Vậy cô sẽ điền số 12 vào bảng. Tiếp theo số lượng con gà, con mèo và con lợn, các con hãy tự thực hiện kiểm đếm cũng như là điền số liệu thích hợp vào từng ô trống một nhé. Và đây là đáp án của cô. Chúng ta cùng chuyển sang phần B nhỏ. Điền vào chỗ trống. Vật nuôi nhà Mai có nhiều nhất là con. Vậy thì nhìn vào bảng chúng ta sẽ nhìn ra ngay là số lượng con vịt đang là số lớn nhất. Vậy thì con vịt sẽ là nhiều nhất đúng chưa ạ? Vậy cô sẽ điền con vịt. Tiếp theo, vật nuôi nhà Mai
Có ít nhất là con là con mèo. Như vậy cô sẽ điền chữ mèo vào ô trống này nhé. Tiếp tục, số con lợn nhà Mai bằng với số con nào? Số con lợn là 3. Vậy thì bằng với số lượng của con chó cũng là 3. Vậy cô sẽ điền chữ chó vào ô trống này nhé. Tiếp theo, số con lợn của nhà Mai ít hơn số con vịt là bao nhiêu con? Ở câu này thì chúng ta sẽ cần phải sử dụng phép so sánh và phép tính để tìm xem là số con lợn và số con vịt hơn kém nhau bao nhiêu con ạ. Số con lợn là 3 con, số con vịt là 12 con. Như vậy, số vịt sẽ nhiều hơn số lợn, hay cô nói theo đề bài là số con lợn ít hơn số con vịt là bao nhiêu con đây ạ? 12 trừ 3, các con hãy thực hiện phép tính bằng 9. Như vậy chúng ta sẽ điền số 9 vào ô trống này nhé. Tiếp theo, số con vịt của nhà Mai nhiều hơn số con gà là tương tự như vậy chúng ta sẽ tìm xem là số lượng con gà là bao nhiêu con đây ạ? Số lượng con gà là 8 con. Như vậy chúng ta sẽ có phép tính để tìm ra số con vịt nhiều hơn số con gà là bao nhiêu con nhé. 12 trừ 8 bằng 4. Như vậy cô sẽ điền số 4 vào ô trống. Tiếp theo, tổng số con vật nuôi của nhà Mai là bao nhiêu con? Vậy thì cô sẽ tìm tổng số con vật nuôi này bằng phép tính cộng. Cô sẽ cộng số lượng của từng con vật. Số lượng con chó là 3 này, cộng với số lượng con vịt là 12, cộng với số lượng con gà là 8, con mèo là 1 và con lợn là 3. Và kết quả của phép tính cộng này bằng 27. Như vậy, tổng số vật nuôi của nhà Mai là 27 con. Cô điền số 27 vào ô trống. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong bài tập số 3. Vậy thì để trả lời được các câu hỏi của phần B thì chúng ta đã dựa vào bảng số liệu mà chúng ta đã liệt kê ở phần A nhỏ. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 4. Ở bài tập số 4 thì cách làm của chúng ta sẽ giống như bài số 3 và các con hãy tự thực hiện và sau đó cùng chữa bài với cô nhé. Và đây là phần bài chữa của cô. Chúng ta hãy quan sát bức tranh và đếm thật kỹ các số liệu để thu thập và viết vào bảng nhé. Cô đã ghi lại được số liệu của cây chuối là 6 cây, cây mía là 11 cây, cây dứa là 5 cây, su hào 15, cà rốt 14 và bắp cải là 9. Vậy là chúng ta có làm sai. Như vậy các con hãy thử kiểm tra lại xem mình có đếm sót hoặc đếm thiếu, đếm thừa đối với các cây không nhé. Chúng ta cùng chuyển sang phần B nhỏ, điền vào chỗ trống. Tương tự như bài số 3, bài 4 chúng ta sẽ thực hiện trả lời các câu hỏi. Cây có nhiều nhất trong vườn nhà Mai là chúng ta dựa vào bảng và nhìn ngay được là su hào có số lượng nhiều nhất đúng chưa ạ? Là 15. Như vậy thì chúng ta sẽ điền chữ su hào vào ô trống. Tiếp tục chúng ta sẽ chuyển sang câu 2. Cây có ít nhất trong vườn nhà Mai là cây cây dứa, bởi vì chúng ta cùng nhìn vào bảng là đếm được có 5 cây dứa thôi. Vậy thì cô điền chữ dứa vào ô trống nhé. Câu 3, số cây mía nhiều hơn số cây chuối là bao nhiêu cây? Để tìm được xem số cây mía nhiều hơn số cây chuối là bao nhiêu, cô có phép tính là 11 trừ 6. 11 là số lượng của cây mía này, 6 là số lượng của cây chuối và kết quả bằng 5 cây. Cô điền số 5 vào ô trống. Tiếp tục, số cây dứa ít hơn cà rốt là 9 cây. Chúng ta sử dụng phép tính là 14 trừ 5 và bằng 9. Các con lưu ý đây là một phép tính trừ có nhớ và có trong bảng phép trừ đấy ạ. Chúng ta chuyển tiếp sang câu tiếp theo nhé. Số su hào nhiều hơn số bắp cải là bao nhiêu cây? Vậy su hào có 15, bắp cải thì có 9, vậy phép tính sẽ là 15
trừ 9 và bằng 6. Như vậy cô sẽ điền số 6 là số thích hợp đấy ạ. Câu cuối cùng, vườn nhà Mai có tất cả số cây là bao nhiêu cây? Vậy thì cô sẽ thực hiện phép cộng đối với tất cả các số liệu mà chúng ta đã thu thập được. 6 cộng 11 cộng 5 cộng 15 cộng 14 và cộng 9 có kết quả bằng 60. Vậy thì các phép tính này thì chúng ta sẽ thực hiện ra nhé. Và sau đó điền số 60 vào ô trống nhé. Như vậy là cô đã hướng dẫn các con hoàn thành xong bài số 4. Chúng ta cùng chuyển sang bài toán tiếp theo. Chúng ta cùng chuyển sang chữa bài số 5. Ở đây thì chúng ta sẽ có bức tranh số trái cây trong một cửa hàng. Và tương tự như vậy các con hãy đếm và thu thập số liệu vào bảng. Và đây là kết quả của cô. Quả táo cô đếm được có 22 quả. Quả lê là 12 quả. Quả dứa là 7 quả. Quả xoài là 14 quả. Và cuối cùng là dưa hấu thì có 5 quả. Chúng ta chuyển sang phần B. Loại trái cây cửa hàng có số lượng nhiều nhất là quả táo, vì táo có 22 quả là số lớn nhất trong các số có trong bảng chúng ta vừa thống kê đấy ạ. Tiếp theo, loại trái cây cửa hàng có số lượng ít nhất là quả dưa hấu, vì quả dưa hấu chỉ có 5 quả thôi. Tiếp theo, số quả táo nhiều hơn số quả lê là 10 quả. Vậy để tìm được số lượng là 10 này, cô sẽ thực hiện phép tính trừ. Số lượng quả táo là 22, trừ đi số lượng quả lê là 12 để tìm ra số táo nhiều hơn số quả lê là bao nhiêu quả nhé. Tiếp theo, số quả xoài nhiều hơn quả dưa hấu là 9 quả. Số quả xoài là 14, số quả dưa hấu là 5. Vậy thì để tìm được xem quả xoài nhiều hơn quả dưa hấu bao nhiêu quả, cô có phép tính 14 trừ 5 bằng 9. Như vậy, cô sẽ điền số 9 vào ô trống. Câu tiếp, số quả dứa ít hơn số quả lê là 5 quả. Và các con hãy thực hiện phép tính trừ tương tự như các câu trên và điền số 5 là số chính xác đấy ạ. Số quả xoài ít hơn số quả táo là 8 quả. Chúng ta cùng kiểm tra lại nhé. Số quả xoài theo đề bài là 14 quả. Số quả táo là 22 quả. Vậy để tìm xem là số quả xoài ít hơn số quả táo là bao nhiêu, cô thực hiện phép tính lấy số lượng táo là 22 trừ đi cho số lượng quả xoài là 14 và kết quả bằng 8 tương ứng với số quả xoài ít hơn số quả táo là 8 quả. Câu tiếp, tổng số lượng trái cây trong cửa hàng là 60 quả. Vậy chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện cộng các số liệu ở trong bảng. 22 cộng 12 cộng 7 cộng 14 cộng 5 và 60 là đáp án chính xác nhất đấy ạ. Chúng ta cùng nhìn lại bài và chữa bài của mình nhé. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài số 6. Quan sát bức tranh dưới đây. Ở bức tranh này thì chúng ta sẽ có một gian hàng có số thú bông trong một cửa hàng. Có các con gấu bông với hình của các con vật như là con chó này, con gà, con thỏ, con gấu trúc và con ngựa, đúng chưa ạ? Vậy thì chúng ta cùng xem là mỗi loại con gấu bông này sẽ có bao nhiêu con. Sau khi đếm, chúng ta có thể viết số liệu mình đã thu thập được vào bảng ở bên dưới. Và đây là đáp án của cô. Con chó bông thì có 11 con. Gà bông có 6 con. Thỏ bông thì có 14 con. Gấu bông là 8 con. Và cuối cùng là ngựa bông là có 7 con. Tiếp theo chúng ta cùng đến với phần B nhỏ. Điền vào chỗ trống. Loại thú bông cửa hàng có nhiều nhất là chắc chắn là con thỏ bông. Bởi vì thỏ bông có số lượng con là 14, là số lớn nhất có ở trong bảng số liệu chúng ta đã vừa liệt kê đấy ạ. Câu 2, loại thú bông cửa hàng có ít nhất là gà bông. Câu 3, số thỏ bông nhiều hơn số ngựa bông là bao nhiêu con? Vậy thì chúng ta cùng nhìn lên bảng xem số thỏ bông là bao nhiêu ạ? 14 con. Và số con ngựa bông là 7.
Vậy để tìm được nhiều hơn bao nhiêu con, cô có phép tính là 14 chứ 7 bằng 7. Như vậy, số thỏ bông nhiều hơn số ngựa bông là 7 con. Câu số 4. Số chó bông nhiều hơn số gấu bông là 3 con. Vậy thì để tìm được số 3 thích hợp điền vào ô trống này, cô sẽ cần thực hiện phép tính trừ. Số con chó bông là 11 và nhiều hơn gấu bông là 8. Vậy phép tính sẽ là 11 trừ 8 là phép tính đúng nhất. Chúng ta chuyển sang câu tiếp theo. Số gà bông ít hơn số chó bông là 5 con. Như vậy cô sẽ điền số 5 vào ô trống này. Câu tiếp cũng là câu cuối cùng trong bài số 6. Tổng số thủ bông có trong cửa hàng là bao nhiêu con? Vậy thì sau khi chúng ta đã thu thập cũng như là viết số liệu của từng con gấu bông vào trong bảng, thì bây giờ chúng ta sẽ cộng từng loại con gấu bông để tìm được tổng xem là có bao nhiêu con thú bông. Phép tính 11 cộng 6 cộng 14 cộng 8 và cộng 7 có kết quả bằng 46. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong bài số 6. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong các bài tập trong phần 1 nhỏ. Thu thập, phân loại và kiểm đếm số liệu. Và hẹn gặp lại các con ở video sau. Chúng ta cùng chữa bài ở phần 2 nhé.